Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục mưa dông về chiều tối, còn đối với miền Trung và miền Bắc thì trời nắng ráo. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lưu tâm đó là mù xuất hiện vào buổi sáng, khiến cho chất lượng không khí giảm sút, nhất là tại các khu đô thị lớn như là thủ đô Hà Nội. Ảnh chụp từ trên cao của Hà Nội cũng cho thấy, dù là trời nắng sớm, thế nhưng bao phủ là một lớp mù. Điều này thì đã khiến cho chất lượng không khí ở nhiều trạm trung tâm giảm xuống ở mức kém, chỉ số AQI là từ 109 cho tới khoảng 150. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người già, trẻ em, người mắc các bệnh về đường hô hấp. Trưa chiều nay thì bụi bẩn có thể sẽ giảm bớt, nắng lên mạnh khiến cho bầu không khí khá nóng, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ khá cao, từ 33 đến 34 độ. Đối với khu vực Trung Bộ, hôm nay chấm dứt mưa hoàn toàn, nắng sẽ lên đều từ Thanh Hóa xuống tới Phan Thiết và nhiệt độ phổ biến ở đây là từ 31 đến 33 độ. Lui xuống Tây Nguyên và Nam Bộ, trời sẽ còn nắng thêm từ 2 đến 3 tiếng nữa, nhiệt độ vừa phải tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ và Bạc Liêu, mức nhiệt là từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối, quý vị lưu ý, trời có thể sẽ chuyển mưa dông rải rác, đi kèm với đó là nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, cảnh báo trong chiều và đêm nay, vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ đều có mưa dông, đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trong mưa cũng giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Còn bây giờ thì sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.